Thưa quý vị và các bạn, tư vấn sức khỏe là lĩnh vực luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. HTTV luôn tích cực kết nối những bác sĩ uy tín, những chuyên gia đầu ngành tư vấn sức khỏe trực tiếp cho quý vị trên sóng HTTV. Vâng, đúng là như vậy anh Nam Thuật ạ. Và chương trình Sống Khỏe cùng HTTV phát sóng trực tiếp định kỳ trong khung giờ từ 10 giờ đến 11 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần đã trở thành người bạn thân quen của mọi người, mọi nhà. Và để hiểu hơn trong thời gian qua thì chương trình Sống khỏe cùng HTTV đã thực hiện tư vấn sức khỏe trên sóng HTTV như thế nào. Mời quý vị cùng đến với mục Chúng tôi nói về chúng tôi hôm nay để cùng tìm hiểu về chương trình Sống khỏe cùng HTTV. Những bác sĩ, chuyên gia đầu ngành uy tín tư vấn. Những thông tin bổ ích kịp thời. Sống khỏe cùng HTTV vì sức khỏe của cộng đồng. Chương trình Sống khỏe cùng HTTV là chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp của những bác sĩ chuyên gia đầu ngành cho khán giả truyền hình Hà Tĩnh. Với thời lượng 60 phút, mỗi số phát sóng là một mặt bệnh cụ thể. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần, phát sóng đồng thời trên sóng phát thanh và truyền hình Hà Tĩnh và được live stream trên các nền tảng số của HTTV, Hà Tĩnh tv vn fanpage YouTube truyền hình Hà Tĩnh, HTTV Go. Với thời lượng 60 phút mỗi số, các bác sĩ uy tín, các chuyên gia đầu ngành đưa ra các tư vấn cụ thể để khán giả có thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Bên cạnh khán giả gọi điện trực tiếp để bác sĩ tư vấn thì rất nhiều khán giả đã gửi nội dung cần tư vấn qua fanpage YouTube. Qua tư vấn của bác sĩ, nhiều khán giả đã tìm được hướng điều trị phù hợp cho những vấn đề sức khỏe của bản thân cũng như gia đình. Không chỉ kết nối với các bác sĩ uy tín trong ngành y tế tỉnh nhà, mà thời gian qua, Đài Phát Thanh và Training Hà Tĩnh tích cực kết nối các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành y tế ở tuyến Trung ương làm khách mời chương trình để tư vấn cho khán giả tỉnh nhà. Tôi thấy rất là vui khi được tham dự chương trình cùng với Đài Truyền Hà Tĩnh, một chương trình sống khỏe mà qua đó mình có thể truyền tải thông điệp tới rất nhiều người dân. Với tư cách là một bác sĩ tim mạch, chúng tôi cũng đã khám chữa bệnh cho một số bệnh nhân tại các bệnh viện, nhưng mà con số đấy là tương đối nhỏ, rất nhỏ so với một cộng đồng rất rộng lớn và qua việc những chương trình thế này gần như là một sự chung tay giữa các nhà chuyên môn với cộng đồng để có thể truyền tải những thông điệp rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch và giúp được rất nhiều người dân và tôi thấy là chương trình đã được tổ chức hết sức chú đáo đặc biệt là đã sử dụng đa phương tiện để có thể lấy câu hỏi từ rất nhiều nguồn và hy vọng là tôi đã trả lời được những câu hỏi những giải đáp thắc mắc một cách tương đối thuyết phục với những người dân đang cần những thông tin về sức khỏe tim mạch với mục tiêu chương trình hướng đến sự gần gũi thiết thực Chương trình đã đưa ra các mặt bệnh cụ thể để các bác sĩ tư vấn cho khán giả. Vì vậy, khi chương trình phát sóng đã nhận được rất nhiều cuộc gọi điện yêu cầu được tư vấn của khán giả trong và ngoài tỉnh. Chất lượng tư vấn của các bác sĩ trong chương trình ngày càng thiết thực, dễ hiểu, gần gũi và có ý nghĩa đối với người dân. Để có được những chương trình sống khỏe cùng HTTV chất lượng trên sóng. Các phóng viên của phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh đã bám sát diễn biến về thời tiết, khí hậu và các yếu tố môi trường tác động đến sức khỏe của người dân để tư vấn. Đài cũng đã phối hợp chặt chẽ ngành y tế để xây dựng kịch bản các chương trình. Đặc biệt, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên luôn nỗ lực nâng cao chất lượng chương trình sống khỏe cùng HTTV. Nâng cao chất lượng chương trình sống khỏe cùng HTTV là một cái mục tiêu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh và À, trong quá trình thực hiện thì chúng tôi à, sẽ tiếp tục à, quan tâm đến những cái mặt bệnh à, mà thời sự và cần thiết đối với sức khỏe của người dân. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ mời à, những cái chuyên gia, những bác sĩ có uy tín trong lĩnh vực không chỉ ở Hà Tĩnh mà ở trong nước về Hà Tĩnh để có thể là tham gia tư vấn À, những cái gương mặt nổi tiếng thì sẽ tạo đến cái sức hút đối chương trình à, chất lượng tư vấn sẽ cao lên và đồng thời à, cái sự quan tâm của mọi người đến à, những cái mặt bệnh à, cũng sẽ được tăng lên và chúng tôi cũng hy vọng rằng à, với cái cách làm như vậy thì chương trình sống khỏe cùng HTTV sẽ tiếp tục có được cái sự quan tâm của người dân và sự đồng hành của các nhà tài trợ cũng như là mang lại à, cái chất lượng tư vấn tốt hơn cho à, khán thính giả tỉnh nhà Trải qua gần 5 năm phát sóng, đến nay Sống Khỏe cùng HTTV đã trở thành người bạn thân thuộc với khán thính giả mọi nhà, là địa chỉ tin cậy của khán giả HTTV trong và ngoài tỉnh. Bằng sự kết nối của chương trình, khán giả sẽ có cơ hội được tư vấn và định hướng điều trị ngay trên sóng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Tôi năm nay là, là 83 tuổi. Trong gia đình có hai ông ba là bị cao áp huyết mạng tính. Sau khi được nghe được chương trình sống khỏe của đài truyền hình Hà Tĩnh thì tôi đã là học cách đó điều trị cái bệnh cao huyết ta nha. Để tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình sống khỏe cùng HTTV, ban biên tập chương trình tiếp tục nỗ lực kết nối với bác sĩ uy tín từ tuyến tỉnh đến tuyến trung ương để tư vấn sức khỏe cho khán giả. Sống khỏe cùng HTTV là người bạn thân thiết gần gũi với mọi người, mọi nhà.